Cái này bao nhiêu tiền này? Cái này nó 48 triệu. Cái này là đã bà được bánh trưng là ngon. Vừa bánh trưng. Ai dám? Ôi. Con này mới đấu đây. Mới đấu đấu. Con này là 48 triệu đây. Tộc Long. Anh để lại để gốc. Ok ok. Đấy ông Kim. Bình như này, triều nhân hoán độ này, xanh sức tiểu này, chứ tiểu rồi này, tiểu nhị đấy, chu này. Đồ hôm nay của các bác ấy, để mưa lên các bác ấy đồ kém. Ba giờ rưỡi nhưng mà bị dặn quay rồi. Mày cứ mà nhờ thì mới bà chủ rưỡi cái bình vôi này mà hơi dặn quay đi. Cái bình vôi này thì vâng ạ, cảm ơn bác Nguyễn Tuấn ạ. Đúng rồi, đồ cổ thì trải qua nhiều năm rồi, vài trăm năm rồi, mà có những món đồ thì do các cụ ngày xưa sử dụng không nâng niu như chúng ta bây giờ, nên là đều có cái sự âm và tóc hay là có nguồn quý sức. Bác Chim Hoa bao nhiêu tiền? Ba ô tô rồi. Long Phượng Kỳ Duyên 2/4 đúng rồi anh ạ. Thương Vinh 2/4 rồi. Hiện vật của sàn Nguyễn Quang Hải Phòng đấy, đưa sang chôn nội phủ với anh nhé. Chôn nội phủ ạ. Chôn nội phủ của anh ạ. Đấy, nhưng mà có một tí dặn tóc rồi. Dặn tóc cái tí này, đồ cổ này rất tốt. Quả này vẽ cổ đồ bắt điếu. Chôn là chôn này, chôn này viết chữ thảo. Chôn này chôn đâu là chôn Đông Bích Tiểu Thư. Đông Bích Tiểu Thư là Đông Bích Tiểu Thư luôn đấy. Có một tí dạng chôn, có một tí dạng này mai cổ đồ đấy. Không được nhiều.
lấy được hai cái rồi ạ. Do dịch kia em nó là món vui ạ. Thôi lấy cả bốn cái đi. Lấy cả bốn đi này, còn lấy hai nữa. Chia nhau à? Rồi anh rồi. Sáu qua, sáu lần rưỡi rồi. Đấy là à, thì nó giống nhau cơ mà. Nó giống nhau là đúng rồi, nó ra đồng loạt thì nó phải giống nhau. Thoải mái lên đây, chào các bác. Các bạn thì mua bán, các bạn 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 mua b